Cái áo này mình mua với giá là 850.000, có thêm hai cái quạt ở đằng sau này. Cái này mình mua ở Conan, chuyên bán những cái đồ kiểu của Nhật ấy. Nó không có các cái lỗ để ánh nắng có thể xuyên qua nhé. Còn các cái áo chống nắng mà các bạn hay sử dụng ấy, các bạn thấy không, nó có các cái lỗ này này, và ánh nắng có thể xuyên qua các cái lỗ này này, làm mát cơ thể. Nó sẽ có cái quạt này, nó sẽ lấy gió từ ngoài và nó thổi làm phông cái áo này lên. Trong cái áo này luôn luôn có một cái luồng gió. Và với 850.000 ấy, thì nó chỉ có cái quạt này thôi nhá, nó không có sạc dự phòng đâu. Cái này thì các bạn có thể cắm cái sạc dự phòng bình thường đó. Cái này thì họ không cung cấp mà các bạn phải mua ngoài nhá. Nó có cái đầu dây đây, các bạn chỉ cần cắm mà là quạt chạy. Đấy, ở hai bên nó đều có túi này, thì các bạn cắm vào thì các bạn để cái sạc dự phòng trong túi này thôi. Rất là mát đấy. À, đúng không này, cái quạt nó phông lên như này cơ mà, để cho mát toàn thân, mát cả đầu thì các bạn đội cái mũ này lên nhé, là nó thổi từ dưới này mà nó thổi mát lên cả đầu ấy. Các bạn thấy này, áo phông lên này, nó phông to luôn như này. Hai túi hai bên này đều có khóa kéo nhá. Ở trong này cũng vậy này, trong này nó cũng có túi ở bên hông này, túi bên hông thì các bạn có thể để sạc dự phòng này, bên này cũng vậy này, hoặc là các bạn để thêm cái gì để này. Trên ngực này nó cũng có một cái túi nữa này và có khóa kéo này. Đấy, thì các bạn có thể để tiền, ví hay giấy tờ gì đấy, tuy khá là nhiều túi. Ngoài ra ở dưới này nó còn có cho bạn một cái dây thít này, cái mũ này này, mà muốn siết chặt cái mũ này vào thì đó, bạn chỉ cần thít chặt hai cái này vào là xong này, không bao giờ rơi ra luôn. Cái áo này giặt cũng khá là nhanh khô nhá. Còn để mà vệ sinh ý, thì các bạn nhớ là phải tháo cái quạt này ra nhá. Để tháo cái quạt này ra cũng đơn giản thôi, rút cái dây cáp ở hai cái quạt ra này. Để sau đó là mình vặn theo gen, vặn ngược chiều kim đồng hồ đó. Thì lúc lắp vào thì các bạn lại vặn ngược lại. Đấy, các bạn vặn ngược chiều đó. Đó, sau đó tháo cái quạt ra rất đơn giản. Lúc lắp vào thì các bạn cũng lắp vào như vậy thôi, và vặn cùng chiều kim đồng hồ. Cái áo này ưu điểm là rất là mát. Các bạn có thể dùng khi mà chạy xe, có thể dùng ở những nơi mà kiểu không có gió mà vẫn kín, chống được cả nắng cả bụi. Vì cái nhược điểm của nó là rất là nặng, mà lại phải phụ thuộc vào pin dự phòng. Nếu mà cái pin dự phòng mà hết thì thôi. Với tiếp theo là khi mà các bạn giặt giũ vệ sinh thì các bạn lại mất cái công tháo quạt ra, sau đó dùng là các bạn lại phải lắp cái quạt này vào, hoặc là lúc nào phải mang theo cái cục pin dự phòng, lúc nào phải sạc cái cục pin dự phòng chỉ để phục vụ cho cái áo này. Ngoài cái ưu điểm ra thì nó sẽ có những nhược điểm. Ưu điểm thì lúc nào mát, đúng không, chống nắng chống bụi. Các bạn mua hay không thì các bạn cũng nên cân nhắc nhé, phù hợp với nhu cầu về túi tiền. Nhưng mà nó sẽ phù hợp với nhiều người đấy. Ngoài cái lớp chống nắng này này ra ấy, thì ở mặt lưng này nó còn may thêm cho mình một cái lớp lưới nữa này, kiểu thông thoáng ấy. Khi mà chạm vào lưng ấy thì nó sẽ không tiếp xúc trực tiếp với cái lớp vải này này. Còn cái quạt đây các bạn thấy này, nhựa rất là chắc chắn nhá. Mình thấy khá là xịn đấy. Bình thường mà các bạn mua một cái quạt với cái kích thước này này, và chất lượng mình nghĩ là cái nhựa nó cũng không cứng được như này đâu. Đấy, mà dùng sạc dự phòng ấy thì cũng khoảng 200-300 nghìn rồi. Thì riêng cái áo này chỉ có 850 nghìn, các bạn đã có hai cái quạt này, mà cái quạt này cực tốt luôn nhé. Đấy, mình chỉ nói về cái quạt thôi đấy, trong khi là thêm một cái áo chống nắng rất là tốt, rất là xịn sò. Cái này rất phù hợp cho những bác mà làm ở công trường này, mình hay đi câu ấy, và những cái hôm mà trời nó không có gió thì cái áo này rất là hay nhé.